bậc thầy chia tay liệu có thoát khỏi lưới tình. Bộ phim mở đầu với loạt chiến tích trong ngành làm các cặp đôi tan vỡ của anh chàng Mai Viễn Quý. Nghề nghiệp chính của anh ta là bày mưu tính kế giúp những khách hàng của mình chia tay êm đẹp với nửa kia mà không ảnh hưởng tới danh tiếng. Trong cuộc đời hành nghề của mình, Mai Viễn Quý chưa từng thất bại lần nào. Thế nhưng, trớ trêu là anh gặp phải một đối tượng khó nhằn. Cô ấy là Diệp Tiểu Xuân, người luôn khao khát được đi học đại học nhưng không thể trang trải nổi chi phí đắt đỏ ở Bắc Kinh. Hàng ngày, cô lang thang trên khắp ngõ nẻo của thành phố để bán đĩa lậu kiếm sống. Có vẻ trải đời như vậy nhưng thật ra Diệp Tiểu Xuân lại chỉ là cô gái ngây thơ trong chuyện tình cảm. Suốt thời gian quen biết Mai Viễn Quý, cô không những không biết rằng anh ta đang dùng mỹ nam kế để cô thay lòng, mà còn coi anh ta như bạn tốt. Đối mặt với một cô nàng ngây ngô và có phần tội nghiệp như Tiểu Xuân, liệu Mai Viễn Quý có nhẫn tâm vì tiền mà làm tổn thương? Còn Tiểu Xuân, cô có đủ can đảm để thoát khỏi mối tình với tên bạn trai tệ bạc không? Nghe thì bi đát vậy thôi chứ thật ra đây lại là tác phẩm hài. Bộ phim khai thác ngành nghề mới lạ, chuyên gia giúp các cặp đôi chia tay. Qua các phi vụ đỉnh cao của mình, Mai Viễn Quý xứng đáng được phong danh hiệu bậc thầy chia tay, ông tổ ngành mỹ nam kế với đủ chiêu trò làm nạn nhân nữ yêu say đắm mà không dứt ra được. Bộ phim Bậc Thầy Chia Tay đánh dấu lần đầu thử sức với vai trò đạo diễn của ông Hoàng Phòng Vé Xứ Trung, Đặng Siêu. Dù là chiếu mới, nhưng nam diễn viên đã chứng minh thực lực không phải dạng vừa của mình với loạt thành tích khủng cho tác phẩm này, như top 4 phim Hoa ngữ ăn khách nhất năm 2014, tổng doanh thu đạt được lên đến 114 triệu USD trên toàn cầu. Một trong những lý do khiến khán giả không thể bỏ qua bộ phim này là ở nữ chính Dương Mịch. Cô là nữ diễn viên hàng đầu Hoa ngữ với loạt tác phẩm đình đám như Thần Điêu Đại Hiệp, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Ngoài ra, cô cũng luôn được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp và hết mình cho vai diễn. Dù đang mang thai con đầu lòng lúc đó, Dương Mịch vẫn cố gắng thực hiện một số cảnh quay có yếu tố hành động để gửi đến khán giả những thước phim chân thực nhất. Phim cũng quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám khác của làng giải trí Hoa ngữ với vai trò khách mời. Trong đó phải kể đến Tôn Lệ vợ Đặng Siêu, Ngô Kinh, Cổ Lực Na Chát,